Chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7 nhân dịp năm mới Bính Thân 2016. Thay mặt cho những người làm chương trình truyền hình Quân khu 7, kính chúc quý vị và các đồng chí một năm dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công và tràn đầy hạnh phúc. Chương trình kỳ này có những nội dung chính sau đây. Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện quyết định 62 của Chính phủ. Các cơ quan quân khu tổng kết công tác ngành năm 2015 và triển khai nhiệm vụ ngành năm 2016. Sư đoàn 5 quân khu 7 hoàn thành diễn tập chiến thuật tiểu đoàn bộ binh có tăng cường binh khí kỹ thuật năm 2015. Tổng cục kỹ thuật kiểm tra công tác bảo dưỡng sửa chữa đồng bộ diesel hóa xe quân sự tại các đơn vị thuộc quân khu 7. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Sau 4 năm thực hiện quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị địa phương trong toàn quốc cơ bản đã hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với các đối tượng theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, trao trả trợ cấp cho trên 1 triệu đối tượng đạt tỷ lệ 89%. Riêng quân khu 7 chỉ thực hiện quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện một cách nghiêm túc, đạt kết quả. Hiện nay trên địa bàn quân khu có trên 100.000 đối tượng, qua hơn 3 năm thực hiện đã có gần 96.000 đối tượng được hưởng chế độ. Việc chi trả chế độ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai trực tiếp đến tận tay đối tượng. Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt tốt các quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng, phối hợp rà soát, bổ sung giải quyết các đối tượng chính sách, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra sai sót. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, các cơ quan quân khu tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2016. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy quân khu dự và chỉ đạo ngành chính trị, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu dự hội nghị ngành tham mưu, Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, Phó Tư lệnh quân khu dự và chỉ đạo hội nghị ngành hậu cần, Thiếu tướng Phan Công Danh, Phó Tư lệnh quân khu dự và chỉ đạo hội nghị ngành kỹ thuật. Trong năm 2015, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang quân khu đã quán triệt chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên, tích cực chủ động triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Nhiều nội dung tiến hành công tác đảng, công tác chính trị như tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng bộ đội, tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, thực hiện công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu yêu cầu năm 2016, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và cán bộ chính trị các cấp cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn và diễn biến tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ chiến sĩ, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị, đưa công tác nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội đi vào thực chất, quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa trong đơn vị. Báo cáo trung tâm tại hội nghị và các ý kiến phát biểu đều thống nhất đánh giá năm 2015, Bộ Tham mưu và ngành tham mưu quân khu đạt được những kết quả quan trọng theo kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là lực lượng vũ trang quân khu chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao được nâng lên. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, nhất là an ninh biên giới, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, nâng cao chất lượng tuyển quân, chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuyên ngành quản lý sử dụng đất quốc phòng.
Với tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, năm 2015, ngành hậu cần quân khu đã triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang quân khu, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần, tài chính cho các lực lượng tham gia huấn luyện, diễu binh, diễu hành, lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, nền nếp chế độ hậu cần có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được đề cao, phong trào thi đua của ngành phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng các mặt công tác, bảo đảm hậu cần. Năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm ngành hậu cần quân khu tiếp tục thực hiện theo chủ trương bảo đảm cho bộ đội ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch và tập trung vào phương châm kịp thời, chất lượng, an toàn. Năm 2015, ngành kỹ thuật quân khu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên 6 mặt công tác, bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện, quản lý và xây dựng ngành, thông tin khoa học công nghệ, kỹ thuật quân sự và động viên công nghiệp. Các đơn vị trong toàn quân khu bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ chỉ huy, tham mưu tác chiến, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Trong năm 2016, ngành kỹ thuật quân khu tập trung nắm chắc số lượng, chất lượng, đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí trang bị, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và quân khu, đồng thời tăng cường xây dựng cơ quan, cơ sở kỹ thuật vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tại các địa phương, đơn vị, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Trong năm 2015, ngành thanh tra quốc phòng quân khu tổ chức 41 cuộc thanh tra, bao gồm thanh tra toàn diện, quân sự, quốc phòng, địa phương, thụ lý giải quyết 89 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp hơn 2.300 lượt công dân về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giải quyết chế độ chính sách. Năm 2016, ngành thanh tra quân khu xác định đẩy mạnh thanh tra thực hiện nghị định 119 của Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng, tập trung nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp của thanh tra viên và chất lượng hiệu quả công tác thanh tra. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, tại trường bắn quốc gia khu vực 3, sư đoàn 5 tổ chức diễn tập chiến thuật và diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa, có một tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật của quân khu và lực lượng không quân của Bộ Quốc phòng chi viện. Đến dự chỉ đạo và tham quan diễn tập có Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy quân khu, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu, Trung tướng Trần Xuân Hòa, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên. Trên cơ sở tình hình giả định tiến công địch phòng ngự của ban chỉ huy diễn tập, dựa vào thế trận phòng thủ của chiến dịch Tàu Ra, sư đoàn 5 quân khu 7 bí mật cơ động lực lượng triển khai đội hình, xây dựng công sự trận địa, xuất phát tiến công thành thế trận tiến công vững chắc, thực hành triển khai quả lực mở nhanh cửa mở bằng phương pháp đồng loạt và bộc phá liên tục đánh chiếm, giữ chắc đầu cầu, đưa nhanh bộ binh, xe tăng và phát triển tiến công, kết hợp đột phá tộc sâu, chia cắt nghi binh, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Trên không, biên đội Su-30MK2 của ta tiến công tiêu diệt các đơn vị quả lực của địch như tên lửa và pháo binh tầm xa. Đây là các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại mới nhất của quân đội ta do các phi công trung đoàn không quân 935 anh hùng điều khiển, sử dụng bom để tiêu diệt các mục tiêu của địch. Để tiếp tục hạn chế khả năng quả lực và chỉ huy của địch, lực lượng không quân trực thăng của trung đoàn không quân 917 sử dụng rocket tiêu diệt các trận địa quả lực và sở chỉ huy của địch. Sau đó chi viện cho trung đoàn 5, sư đoàn 5 đánh phá các mục tiêu bên trong trận địa phòng ngự của địch. Các phân đội súng máy phòng không 12 ly 7 và phân đội pháo phòng không 37 ly và 57 ly căng lưới lửa phòng không tiêu diệt trực thăng vũ trang, máy bay tiêm kích của địch, hỗ trợ bộ binh xung phong vào bên trong trận địa tiêu diệt các mục tiêu, nhanh chóng làm chủ trận địa. Sau khi nhận được cái nhiệm vụ diễn tập thì cán bộ chiến sĩ toàn tiểu đoàn xác định quyết tâm cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bộ binh xung phong đánh chiếm mở cửa đầu cầu, bảo vệ xe tăng, bộ binh xung phong vào đánh chiếm các mục tiêu bên trong, còn bảo vệ chưa kích địch đánh địch khi địch rút chạy và sẵn sàng làm nhiệm vụ đánh địch đổ bộ được không trên các hướng. Sau khi đánh chiếm và giữ được khu vực đầu cầu, phân đội xe tăng hừng hực xung phong cuốn phăng bụi đất, dẫn bộ binh vượt qua cửa mở tiêu diệt các mục tiêu được giao.
bị ta tấn công dồn ép và thiệt hại nặng nề, được sự chi viện của quả lực không quân với binh địch điên cuồng phản kích bằng cách đánh truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, mưu trí dũng cảm, lợi dụng công sự trên địa và nhận được sự chi viện của quả lực tiểu đoàn bộ binh 6. Sư đoàn 5 đã từng bước giành thắng lợi, các đợt phản kích của địch buộc phải co cụm và cuối cùng không kháng cự nổi phải rút chạy. Sau nhiều giờ chiến đấu với tinh thần mưu trí anh dũng, kiên cường, dũng cảm liên tục tiến công địch, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 6 sư đoàn 5 đã tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực, phương tiện của địch, đè gãy, đẩy lùi nhiều đợt phản kích, cơ bản đánh chiếm được sở chỉ huy tiểu đoàn địch, hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục củng cố lực lượng, vũ khí, trang bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Sư đoàn là được sự chỉ đạo là của đảng ủy bộ tư lệnh quân khu cũng như cơ quan quân khu là rất chặt chẽ, mà đặc biệt là công tác hiệp đồng quân binh chủng, cho nên là giữa là không quân cũng như pháo binh, rồi là xe tăng, rồi các binh chủng khác như thông tin, cho nên là sư đoàn là cũng tiến hành là hiệp đồng chặt chẽ để đảm bảo trong quá trình diễn tập đạt được kết quả cao. Lấy lựa công binh ngay làm đầu chuẩn. Thành công của diễn tập một lần nữa khẳng định chiến đấu tiến công rất gay go ác liệt. Do vậy đòi hỏi phải có công tác tổ chức chuẩn bị chu đáo, chỉ huy linh hoạt, vận dụng sáng tạo cách đánh và các thủ đoạn chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chiến đấu của trên, đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương, đánh bại ý định xâm lược của địch, khôi phục địa bàn và thế trận phòng thủ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi biểu dương tinh thần cố gắng, ý thức trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị và toàn thể lực lượng tham gia diễn tập. Đối với Sư đoàn Bộ binh 5 và các đơn vị tham gia diễn tập đã quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu. Các đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức hợp luyện tốt nên hành động chiến đấu có tính thống nhất cao. Quá trình thực hành diễn tập giữ được nhịp độ, tốc độ và thời gian theo dự kiến của trận chiến đấu. Cơ bản tiêu diệt hầu hết các mục tiêu được giao. Thông qua diễn tập, tôi tin tưởng rằng năng lực, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng của đội ngũ cán bộ các cấp sẽ được nâng lên một bước. Bộ đội sử dụng vũ khí, trang bị, khí tài thành thạo hơn. Hành động, kỹ thuật, chiến thuật và ý thức địch tình có sự tiến bộ và vững chắc. Cuộc diễn tập chiến thuật tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật của quân khu và không quân của bộ chi viện năm 2015 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Trên cơ sở cuộc diễn tập lần này, quân khu đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu năm 2015 và có chủ trương giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn bộ binh, bổ sung vào các phương án tác chiến của đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 7 trong tình hình mới. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, đoàn kiểm tra của Cục Xe máy Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ diesel hóa xe quân sự tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Lữ đoàn Phòng không 77. Năm 2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ 123 xe ô tô quân sự cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Lữ đoàn Phòng không 77. Các đơn vị đã phối hợp với phòng xe máy và xưởng Z735 Cục Kỹ thuật Quân khu tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa các xe nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện tại các đơn vị. Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra hồ sơ các xe sau cải tiến, kiểm tra số lượng, hình dáng bên ngoài, chất lượng lắp ráp cũng như các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của tất cả các xe và tiến hành chạy thử đánh giá chất lượng sau bảo dưỡng cải tiến. Những người lính được mệnh danh đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng là hình ảnh của người lính trinh sát, được nhiều người ngưỡng mộ và thán phục. Để trở thành lính trinh sát, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tinh thông võ thuật, sức khỏe dẻo dai, dũng cảm. Và muốn được như vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ, khắc nghiệt, luôn tiềm ẩn những hiểm nguy. Đến tại đội trinh sát, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước vào những ngày đầu tháng 12 năm 2015, dưới cái nắng chói chang oi bức, nhưng trên thao trường của đại đội trinh sát, những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện. Trên bãi tập, các chiến sĩ liên tục thực hiện từng thế võ theo khẩu lệnh của người chỉ huy. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai nấy đều hăng say tập luyện. Để công tác huấn luyện đảm bảo có chất lượng, đáp ứng tốt với yêu cầu của từng nội dung huấn luyện, cấp ủy chỉ huy đơn vị luôn tuân thủ nghiêm mệnh lệnh,
chỉ thị huấn luyện của cấp trên và bám sát kế hoạch huấn luyện của đơn vị. Thì do đặc thù của đơn vị là chuyên ngành chính sát nên đòi hỏi các nội dung huấn luyện chuyên ngành, đòi hỏi là cần phải có sức khỏe dẻo dai cũng như là độ khó và kỹ chiến thuật là cao. Nên song song với nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị đã tăng cường thường xuyên là rèn luyện thể lực, sức khỏe cho bộ đội và bồi dưỡng về kỹ năng, kỹ chiến thuật cho cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Trong quý 3 vừa qua, đơn vị cũng đã huấn luyện và tham gia hội thao võ chiến đấu tay không năm 2015 cấp quân khu và đã đạt được những cái kết quả nhất định và được thủ trưởng bộ chỉ huy cũng như là thủ trưởng phòng tham mưu động viên khen thưởng. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị chú trọng đề cao các nội dung rèn luyện kỹ thuật vận động, kỹ thuật tác chiến, bám nắm địa bàn, cơ động và sẵn sàng chiến đấu. Do huấn luyện theo nghiệp vụ đặc biệt nên ngoài những kỹ thuật khó đòi hỏi sự kiên trì rèn luyện thì lính trinh sát còn phải trải qua những thử thách về thời tiết, địa hình, địa vật. Để rèn luyện sự dẻo dai thì mỗi chiến sĩ phải tập luyện rất nhiều kỹ năng. Là đơn vị cơ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh khi có lệnh, nên các chiến sĩ trinh sát luôn có mặt ở những điểm nóng để giúp dân phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Nhiều năm qua, Đại đội Trinh sát Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn là lá cờ đầu trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ phận giúp việc Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị. Trong năm 2015, Bộ phận giúp việc chỉ thị 03 Đảng ủy Quân khu 7 đã làm tốt công tác tham mưu triển khai hoạt động hiệu quả, giúp Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang quân khu, qua đó phát hiện nhiều cách làm hay sáng tạo hiệu quả. Năm 2016, Bộ phận giúp việc sẽ tham mưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực đổi mới phương pháp, tăng cường tuyên truyền, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt, tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng và Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết nghĩa. Theo nội dung chương trình hoạt động, hai đơn vị sẽ tổ chức các đợt sinh hoạt học tập, quán triệt những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời về tình hình chính trị, xã hội, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng công ty Thái Sơn chủ trì phối hợp giúp Quận 10 về chuyên môn, kỹ thuật, hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ một số trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an ninh, dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ. Ủy ban Nhân dân quận 10 giới thiệu cho công ty Thái Sơn tham gia thực hiện các dự án của quận, mời tham gia chỉnh trang đô thị của quận trong công tác phát triển hạ tầng đồng bộ. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, câu lạc bộ cựu chiến binh cựu quân nhân làm kinh tế trực thuộc Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh tổng kết hoạt động năm 2015. Với phương châm nghĩa tình, hợp tác và phát triển, trong năm qua, các thành viên của câu lạc bộ luôn tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giao lưu học hỏi lẫn nhau, phát triển kinh tế. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các thành viên câu lạc bộ đã ủng hộ xây dựng 34 căn nhà tình nghĩa tình thương. Trong năm 2016, câu lạc bộ tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu có nề nếp. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 cùng với Ban Công đoàn Quân khu 7 tổ chức lễ trao tặng nhà máy ấm Công đoàn Nghĩa tình Đồng đội cho gia đình anh Phạm Ngọc Long là công đoàn viên đội sản xuất 3, căn nhà có diện tích 48m², tổng trị giá 140 triệu đồng, trong đó Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ 60 triệu đồng và hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa căn nhà cho chị Nguyễn Thị Liên là công nhân đội sản xuất 2. Số tiền hỗ trợ được trích từ quỹ 1 tỷ đồng vì công nhân lao động quốc phòng nghèo, góp phần thể hiện sự quan tâm chính sách nhà ở của Ban Công đoàn Quốc phòng. Nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo có điều kiện chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống, Bệnh viện Quân y 7A tổ chức đoàn cán bộ công nhân viên đến xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trao tặng thẻ bảo hiểm y tế và những ngôi nhà tình thương, tình đồng đội. Với số tiền 60 triệu đồng do cán bộ công nhân viên y bác sĩ bệnh viện đóng góp, Bệnh viện Quân y 7A đã mua 100 thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người dân xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là một việc làm mang ý nghĩa rất lớn nhằm giúp cho những hộ gia đình nghèo của xã có điều kiện chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn.
đồng thời cũng giúp cho người dân giảm bớt được gánh nặng về tài chính. Hôm nay là cái ngày mà chúng tôi nhận được cái thẻ bảo hiểm y tế của Bệnh viện 7A. Mà hoàn cảnh kinh tế của chúng tôi thì cũng là quá nghèo nên không thể nào mà mua được thẻ bảo hiểm y tế. Nên được sự gọi là đãi ngộ, tức là được sự quan tâm của Bệnh viện 7A đã trao thẻ bảo hiểm cho chúng tôi. Đây là một cái sự gọi là một cái gọi là rất là chân thành. Tôi cũng rất là chân thành cảm ơn Bệnh viện 7A và các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình nghèo của chúng tôi. Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 7A còn hỗ trợ 40 triệu để xây dựng ngôi nhà tình thương cho gia đình bà Võ Thị Trưa, ngụ tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Quân đội chi nhánh Chợ Lớn tổ chức tặng quà và bệnh viện hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng ngôi nhà đồng đội cho gia đình ông cựu chiến binh Thi Văn Tính, ngụ tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay tôi nhận được ngôi nhà tình đồng đội do Bệnh viện 7A Quân khu 7 trao tặng. Đây là niềm mơ ước mà hôm nay chúng ta đã thành đạt và xin cảm ơn. Với tấm lòng luôn hướng về những người dân nghèo cùng với thái độ làm việc tận tình, trách nhiệm, cán bộ công nhân viên y bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A đã để lại hình ảnh tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Kính thưa quý vị và các đồng chí, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan đơn vị, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, có thể khẳng định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng tốt đúng theo yêu cầu mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đặt ra. Năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn được chuyển giao cho địa phương thực hiện tròn khâu. Đây là một chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết quả đã được thể hiện trong những đợt tuyển chọn trước. Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các địa phương được phát huy. Công tác đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, gọi công dân nhập ngũ được các địa phương thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật nghĩa vụ quân sự. Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy vai trò làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo việc giao nhận quân với các đơn vị, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, gắn tuyển quân với tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị đồng viên và nguồn cán bộ cơ sở phù hợp. Điều đáng ghi nhận năm nay là các địa phương vẫn duy trì tổ chức tốt hội trại tổng quân. Lãnh đạo các địa phương đặc biệt quan tâm và chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chuẩn bị kế hoạch chu đáo với sự tham gia của tất cả các ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị. Bằng sự năng động sáng tạo, căn cứ vào điều kiện của từng địa phương mà hội trại tổng quân đều có các hoạt động phong phú hữu ích nhằm tôn vinh bồi dưỡng thêm lòng yêu nước của tuổi trẻ. Qua đó động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Một nội dung cũng được các địa phương trên địa bàn quân khu 7 hết sức chú trọng, đó là đảm bảo tốt chính sách hậu phương quân đội cũng như quan tâm chăm lo động viên con em địa phương đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các địa phương luôn chú trọng chế độ đãi ngộ các gia đình chính sách, giải quyết việc làm, trợ vốn sản xuất cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Những việc làm đó không chỉ tác dụng tích cực đến phong trào tuyển quân ở địa phương, mà còn thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình, trách nhiệm của chính quyền đối với bộ đội xuất ngũ. Qua đó, động viên họ tiếp tục phấn đấu phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Về các cái cơ chế chính sách thì huyện cũng thường xuyên cũng có cái việc là động viên thăm hỏi các cái gia đình có tân binh, con em của huyện tham gia rèn luyện công tác ở các cái địa phương. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cái sự ưu tiên trong cái việc khi các em, các cháu sau khi mà hoàn thành tốt cái công tác huấn luyện để trở về địa phương thì có những cái biện pháp về ưu tiên về công tác đào tạo nghề hoặc là tuyển dụng lao động. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quân khu 7 tiếp tục giao cho các địa phương thực hiện tròn khâu với phương châm tuyển người nào chắc người đó, giao quân không bù đổi. Để tăng cường và phát huy vai trò trách nhiệm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiện toàn đầy đủ các thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, nhất là cấp xã, cấp huyện, chỉ đạo các đơn vị và các cơ quan quân khu theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện
đi sâu đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tuyển quân, chuẩn bị tốt nội dung, đề xuất sửa đổi bổ sung những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện. Trong năm 2015, lực lượng vũ trang thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã gặt hái được những thành tích rất đáng ghi nhận, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó, nổi bật nhất là xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng Bến Cát thành đô thị văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống quê hương tam giác sắc anh hùng. Trong năm 2015, Bến Cát tiếp tục là địa bàn phát triển năng động bậc nhất của tỉnh Bình Dương. Đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của thị ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã và sự phối hợp thực hiện cả về nhân lực và vật lực để triển khai thống nhất, đồng bộ từ thị xã đến cơ sở, qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết chung tay góp sức thi đua thực hiện, làm chuyển biến nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Nhiều mục tiêu chỉ tiêu có tính đột phá sáng tạo, đảm bảo cho thị xã Bến Cát giữ vững thành tích là một trong những địa phương dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của tỉnh Bình Dương. Thấy được những cái tồn tại và cái khó khăn thì thị ủy cũng như là ủy ban sẽ có một số cái giải pháp trong năm 2016. Cái nhất là cái tìm ra những cái quỹ đất công để tạo điều kiện cho cái cán bộ chiến sĩ coi như là tăng gia sản xuất, nâng cao cái đời sống. Và cái thứ hai nữa là cũng tính toán các nguồn để đầu tư lại cho cái những cái phương tiện, cái cơ sở vật chất từ coi như xã phường cho tới ban chỉ huy quân sự để nhằm coi như đảm bảo cái hoạt động cho nó được tốt hơn. Trong công tác huấn luyện bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, đã huấn luyện cho các lực lượng đảm bảo đúng đủ nội dung chương trình và sát tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Trong huấn luyện kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, coi trọng hành động của từng chiến sĩ. Theo đó, tổ chức huấn luyện có thứ tự từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ cơ bản đến chuyên sâu đồng bộ. Cấp ủy chỉ huy luôn có sự chỉ huy giám sát nên chất lượng huấn luyện trong năm không ngừng đảm bảo nâng cao. Chính vì vậy mà các đợt diễn tập kiểm tra đánh giá và các hội thao, hội thi lực lượng vũ trang thị xã Bến Cát đã đạt nhiều thứ hạng cao so với những năm trước. Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo xã Phú An diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Phường Chánh Phú Hòa diễn tập chiến đấu trị an, có một phần thực binh đúng ý định, sát tình hình thực tế địa phương. Qua diễn tập đã nâng cao một bước về nhận thức tình hình nhiệm vụ, nắm chắc nội dung, phương pháp vận hành cơ chế và phối hợp tác chiến phòng thủ địa phương. Ngay từ đầu năm thì Đảng ủy có nghị quyết lãnh đạo, còn đối với ban chỉ huy thì có cái kế hoạch là huấn luyện cho các cái đối tượng từng tháng, và cơ quan tham mưu là đã thể hiện tốt cái vai trò trung tâm hiệp đồng giữa các cái đơn vị để là tổ chức huấn luyện. Trong cái công tác tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng thì thực hiện là một cách là chặt chẽ, đúng cái quy định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với lực lượng quân sự, công an theo Nghị định 77 và Nghị định 74 của Chính phủ, nhất là về thường xuyên duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin phòng chống các loại tội phạm, cũng như phối hợp tuần tra truy quét để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm, lực lượng quân sự đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 3.000 cuộc tuần tra truy quét với trên 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ các lực tham gia, qua đó phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, bắt 39 đối tượng, thu hồi tài sản hàng tỷ đồng trả lại cho nhân dân. Trong cái thực hiện cái nghị định 77 này thì từ cấp thị xã đến cấp phường xã, giữa công an phường và phường đội thì cũng sự phối hợp cái nghị định 77 là được tốt, quan hệ với nhau nó là rất chặt chẽ. Do đó thì tình hình từ ở cơ sở luôn được bảo đảm tình hình tốt. Với tinh thần đoàn kết thi đua quyết thắng và kết quả đạt được năm 2015, toàn lực lượng vũ trang thị xã có 469 tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng trên các lĩnh vực công tác. Đảng ủy, ban chỉ huy quân sự của thị xã xác định một đột phá vào cái công tác xây dựng lực lượng. Cái thứ hai là đột phá vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho lực lượng. Cái đột phá thứ ba nữa là cái đột phá về tập trung cho công tác hội thao hội thi. Và cái đột phá thứ tư là đảm bảo tốt cái công tác hậu cần đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Thì đến giờ phút này thì những cái chỉ tiêu lớn trong năm 2015 chúng tôi cơ bản đã hoàn thành.
phát huy truyền thống quê hương tam giác sắc anh hùng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Bến Cát quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng Bến Cát thành đô thị văn minh, giàu đẹp. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.